Xin chào các em, thì thầy tiếp tục hướng dẫn các em giải cái bài cái câu số 1 bài tập chương 5 nhé. Căn các gói hàng khối lượng 1 kg của cùng một loại hàng trong một siêu thị cho được bảng số liệu như sau. Thì trong cái bảng số liệu này nó có 10 số liệu không? Thì mỗi số liệu nó chỉ cái giá trị trên căn của mỗi với mỗi gói hàng. Số hiển thị trên cái căn của mỗi gói hàng. Hay như là căn thứ nhất, căn một gói hàng ở lần thứ nhất thì mình thấy khối lượng 0,95 này. Căn gói hàng thứ hai thì thấy 0,91 này. Căn gói hàng thứ ba thấy 0,97 này. Dần dần. Vậy thì câu A yêu cầu là tính các giá trị trung bình mẫu, giá trị phương sai mẫu và giá trị độ lệch chuẩn mẫu. Xác định khoảng tin cậy 95% cho khối lượng trung bình một gói hàng trên. Biết rằng khối lượng đó là biến ngẫu nhiên tương theo lượng khối chuẩn. Thì trước tiên là chúng ta sẽ tính các giá trị trung bình mẫu, giá trị phương sai mẫu và giá trị độ lệch chuẩn mẫu bằng máy tính. Thì máy tính thầy hướng dẫn các em ở đây là cái máy tính 580 VNX. Thì để tính các cái giá trị trung bình mẫu, phương sai mẫu và giá trị độ lệch chuẩn mẫu thì em sẽ bấm chế độ thống kê một biến ở trong máy tính này là menu 6 và phím 1. Và sau đó mình nhập dữ liệu vào. Có 10 dữ liệu và mình đã nhập hết 10 dữ liệu nè. Sau đó là mình sẽ tính giá trị trung bình mẫu. Mình bấm AC nè, bấm AC. Sau đó mình bấm cái phím Option nè, cái phím này tôi gọi là phím Option nha. Mình có thể bấm tính một biến ở đây. Tuy nhiên thì mình chỉ cần tính ba cái giá trị này thôi, cho nên mình có thể bấm mũi tên xuống nè. Mình chọn số 2 là biến thống kê. Trung bình mẫu ở đây nó ký hiệu x ngang nè, độ lệch chuẩn mẫu là nó ký hiệu là SX nha, và phương sai mẫu là ký hiệu S bình phương x, còn kích thước mẫu là ở đây nó ký hiệu là N là số 6, còn cái sigma x ở đây số 3 này đó, nó chính là cái độ lệch chuẩn mẫu là chưa hiệu chỉnh, còn cái số 2 này là phương sai mẫu chưa hiệu chỉnh nè. Vậy thì ở đây mình sử dụng 1, 4, 5. Kích thước mẫu mình biết rồi, mình phải bình tĩnh. Thì tính giá trị trung bình mẫu. Thì giá trị trung bình mẫu. Thì công thức này là giá trị trung bình mẫu, có nghĩa là mình cộng hết 10 số liệu này, cái nào mình chia lại cho 10 đó là trung bình mẫu các em. Nhưng mà ở đây mình tính bằng máy tính ha. Trung bình mẫu bằng 0,994. 0,994. Tiếp theo là mình tính giá trị phương sai mẫu. Giá trị phương sai mẫu mình cũng bấm option này. Tên số số 2, mình chọn số 5 ha. Số ai sẽ là số 4, số 4 là phương sai mẫu. Thì máy tính mình nó hiệu ký hiệu dạng kỹ thuật này, tức là 3 nhân 3,4 nhân 10 mũ trừ 3. 3,4 nhân 10 mũ trừ 3 thì nó chính là nhiêu? 0,0034 không? À, 0,0034, vì giá trị phương sai mẫu của mình là 0,0034. Có nhiều em thì không biết ký hiệu này đổi ký hiệu theo kiểu thập phân như thế nào, thì thầy chỉ cho các em là em bấm shift mode nè, shift mode cài đặt á,
rồi mình chọn số 4 là ký hiệu kỹ thuật, xin lỗi, ship mode, ship menu á, mũi tên xuống, xin lỗi số 3 chứ, thì bấm lại nè, ship menu nè, số 3 định dạng số, em chọn số 3 luôn là định dạng số bình thường á, số 3 rồi em chọn 2, em bấm dấu bằng nè. Thì nó hiện là 0,0034 nè. Ở đây là mình làm tròn theo kiểu mà 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy ha. Cho nên là đáp án của mình là 0,0034 ha. Rồi tiếp tục là giá trị độ lệch chuẩn mẫu. Độ lệch chuẩn mẫu thì mình có thể lấy cái căn bậc 2 của phương xe mẫu này, hoặc là trong máy tính mình có thể bấm ra luôn. Bấm ra luôn bằng cách là bấm phím option nè. Rồi mũi tên xuống nè. Rồi chọn số 2 nè. Độ lệch chuẩn mẫu ở đây mình là số 5 ha. Đó là 0,0583, làm tròn 4 chữ số ha. Đối với máy này mình có thể làm tròn cho máy nó làm tròn luôn là bằng cách là bấm ship menu số 3, rồi chọn số 1 là làm tròn số đó. Mình chọn số 1 làm tròn 4 chữ số thì bấm thêm số 4 nữa. Đấy, thì đâu là chuẩn mẫu nè, phương xe mẫu mình tính lại. Phương xe mẫu làm tròn số nè. Rồi trung bình mẫu. Option. Mũi tên xuống. Số 2, số 1. Nếu mình làm tròn 4 chữ số thì trung bình mẫu nó là 0,9940. Đấy, thì ở đây mình giải xong câu A. Tiếp tục mình giải câu B. Là mình tìm khoảng tin cậy 95% cho khối lượng trung bình của mỗi gói hàng. Thì cái công thức tính khối lượng trung bình mỗi gói hàng đó, khối lượng trung bình của nó là x ngang trừ e, x ngang cộng e. Thấy không? Ở đây e, x ngang là mình có rồi nè. E thì nó sẽ theo công thức trong tài liệu mình học. Thì e nó sẽ bằng là, e này nó gọi là sai số ước lượng ha. Sai số ước lượng của cái khoản, khoản này nè. Sai số ước lượng thì nó bằng là T9 0,025. Cái số 0,025 này á, là ở đây nó kêu tìm độ tin cậy 95%, tức là cái gamma bằng 0,95 đúng không? Mình lấy 1 trừ gamma là mà 1 nè trừ 0,95 là mình được là alpha là 0,05, cái này là alpha chia 2, mình chia 2 ra nữa thì chỗ này nó được là 0,025 nè. Còn cái chính bậc tự do công thức này, cái này gọi là giá trị tới hạn mức 0,025 của phân phối Student với chính bậc tự do. Số 9 này là căn cứ vào kích thước mẫu ha. Tại vì số liệu của mình ở đây là 10, số liệu đây mình 10 nè. Thì cái T mà cái số này nó sẽ là n trừ 1. Phân phối Student n trừ 1 bậc tự do đó, cái này là kết quả của chương 4 mình đã học. Thì S là độ lệch chuẩn mẫu ở trên đây đem xuống ha. Và căn N là kích thước bằng 10, N 10 ha. Vậy thì ở đây mình sẽ tính cái này. Thì cái số này mình phải tra cái bảng. Cái số này mình sẽ tra bảng nè. Thì ở đây cái bảng thầy chuẩn bị lên bảng số 2 á, là giá trị tới hạn mức alpha của phân phối Student. Thì trong cái bảng này á, thì em lưu ý là cái mức ở trên là bậc tự do, giá trị mình cần tra ở đây là n bằng 9 đó kìa. Rồi alpha là 0,025 phải không? Vậy thì em sẽ coi chỗ cái cột có số 0,025 á. Cái cột có số 0,025 kéo xuống nè. Chỗ cái dòng có số 9. Số 9 à, thì con số này nè. Nó là 2,2622 á. 2,2622. Thì đảo là cái bài của mình ở đây là 2,2622 nè. Nhân với S, S ở trên mình tính rồi nè, nhân căn N nè. Đó. Thì mình dùng máy tính mình bấm cái chỗ này ra. Đó. Thì nó ra được số này. Rồi sau đó mình sẽ lấy x ngang trừ e, x ngang là con số này. 0,994 này trừ cho e là trừ chỗ này. Như vậy thì x ngang trừ e nó sẽ bằng 0,994 trừ cho 0,0417. Thì nó ra được con số này.
Và tương tự như vậy thì mình lấy x ngang cộng a luôn, nó ra cái này 1,0357, và mình kết luận vậy khoảng tin cậy 95% cần tìm nó sẽ là từ 0,9523 đến 1,0537 đơn vị là kg. Có nghĩa là cái khối lượng của một gói hàng nó từ cái khoảng khoảng này, nó nằm ở trong cái khoảng này, tức là từ 0,95 kg đến là 1,03 kg, 0,357 kg. Đấy. Thì trên đây là tôi đã hướng dẫn xong cái câu hỏi số 1 trong cái bài tập chương 5.